Và người trí tuệ ví dụ đã khởi nghiệp có nghĩa đồng nghĩa với việc đón nhận cả thành công và thất bại. Đã mặc cái áo là người ta phải chấp nhận cả mặt trái và mặt phải. Đã vào công an thì được cái ổn định, nhưng phải chấp nhận quỵ lụy và vất vả. Cái lúc mà người ta nghỉ ngơi ngày lễ là lúc mình phải gì? Trực. Đã làm bác sĩ là nghề cao quý, nhưng chính cái cao quý đấy nó đến từ sự tận tụy. Vậy cái lúc mà người ta đang ngủ trong đêm thì lúc là mình phải lao ra bệnh viện để cấp cứu. Tức là mình phải đã đón nhận cái này. Mặt phải thì phải gì? Chấp nhận mặt trái. Nhưng mà vì nó không rơi được vào vòng trí tuệ, cho nên con người nó mới tham lam. Nó chỉ có nhận cái phần gì ạ? Phần lợi thôi. Còn phần thiệt là nó không chấp nhận.